Nấm ớt bây giờ nó chín à. Quay nấm ớt. Giờ nó chín nè. Giờ tôi bơm nước. Đang bơm nước thêm cho nó trớ tóc. Chín. Từ. Để bơm để quay chút. Nhà bơm nước này. Bơm nước cho cái ớt nó từ ớt ra trớ giờ nó chín rồi nè. Đây cô chủ đang trồng ớt bơm nước đấy. Đây là cô chủ cái cái tròn là mắc cỡ. Đây cô chủ mắc cỡ của tôi nè. Đi ngủ đi. Đấy, giờ đi vòng ở đây gì luôn. Cái gì vậy trời? Nó quay ớt đẹp của quay nha. Chỉ má ớt là bịt đồn. Ớt chín ớt bọn. Đấy đồng bông đấy. Cái to như ngày mẹ đi chui vô. Còn ớt lung linh luôn rồi. Người ta đi rất là khéo léo mà đừng có đi như múa ba lê vậy. Ở trên đốm ớt có tiếng chim kêu nữa. Ở vùng ở đồng nông thôn đồng quê chúng tôi là có tiếng chim kêu, tiếng gà gái à, nghe hấp dẫn lắm.